Cô ấy đi vào lều, những người bên trong đều đang khỏa thân vui vẻ nô đùa. Duy chỉ có cô ăn mặc chỉnh tề. Đến khi trưởng quân đến yêu cầu mọi người xếp hàng đi tắm, mặt cô tràn đầy sự nghi hoặc. Khi cần người trực đêm, thì cô là người giơ tay đầu tiên. Tôi đi. Tôi muốn được đi gác. Cô cùng những người đàn ông sống chung sống, đồng cam cộng khổ. Tất cả mọi người đều giống nhau, dậy sớm, luyện cung, leo núi. Sức mạnh của cô thậm chí vượt qua cả đàn ông, cô là hoa mộc lan. Giặc phương Bắc xâm phạm Trung Nguyên. Hoàng đế hạ lệnh mỗi gia đình phải có một người đàn ông đi tổng quân. Chống lại sự xâm lược từ phía Bắc. Gia đình nhà họ Hoa không có con trai, phụ thân phải tự đích thân xuất chinh. Ở thời đại này, mọi người hy sinh vì hoàng đế là một loại vinh dự. Con phải trở thành đàn ông, như vậy cha không phải đi nữa. Thế là nhân lúc cha ngủ, Mộc Lan lấy thanh kiếm mặc áo giáp. Cô thực hiện một quyết định to gan, thay cha tòng quân. Mộc Lan ăn mặc như đàn ông, trèo đèo lội suối, trải qua nhiều hiểm nguy. Nhưng đi được nửa đường thì bị lạc. Nhưng cuối cùng dưới sự dẫn đường của một con chim phượng hoàng, Mộc Lan cuối cùng cũng tới được quân doanh. Cô ấy mỗi ngày đều phải sống chung với nam nhân, cùng ngủ, cùng tập luyện. Còn phải giấu thân phận nữ nhi của mình. Đây là một việc rất khó đối với cô. Chỉ khi tất đã ngủ say mới nhẹ nhàng lên giường, sợ đánh thức người khác. Cũng tranh thủ lúc không có ai, đến bên bờ sông một mình tắm rửa. Quân doanh có rất nhiều quy tắc, trong đó có lệnh nữ nhân không thể tham gia quân đội. Phụ nữ trong quân doanh, một khi phát hiện, trảm. Vì đối với bọn họ, phận nữ nhi chỉ có thể ở nhà chăm chồng dạy con. Những người phụ nữ biết võ công, bọn họ chỉ coi là phù thủy sẽ bị mọi người sợ hãi xa lánh. Mộc Lan cảm thấy có chút lo lắng, cô tìm đến chỉ huy muốn thú nhận. Nhưng chỉ huy vô cùng coi trọng cô, lời ra tới miệng chỉ đành nuốt vào trong. Giặc phương Bắc lần nữa xâm chiếm, các bộ lạc cấu kết ý đồ chống lại đội quân của hoàng đế. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của nữ phù thủy bọn chúng như hổ thêm cánh, tinh thần binh sĩ tăng cao, các pháo đài lần lượt thất thủ. Đội quân của Mộc Lan cuối cùng cũng phải tham gia trận chiến này. Đầu tiên phải chiếm được chủ động mới có thể chiến thắng. Trời sáng chúng ta sẽ xuất phát. Trên bình nguyên rộng lớn, đại quân phương Bắc bắt đầu tiến công. Còn bên quân đội của Mộc Lan tất cả sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lệnh hạ xuống, hàng vạn tiễn được phóng ra, quân địch nhanh chóng rút lui. Mộc Lan thừa thắng xông lên, lại đuổi đến nơi không có người. Lúc này nữ phù thủy xuất hiện, nói dối khiến ngươi trở nên yếu đuối, nguyên khí của ngươi không thuần khiết. Sau đó Mộc Lan bị cô ta đánh ngã ra đất, rơi vào hôn mê. Sau khi cô tỉnh dậy, quyết định thú nhận tất cả với mọi người. Cô cởi bỏ giáp, xõa tóc, cưỡi ngựa quay lại chiến trường, trở lại làm bản thân mình. Mộc Lan càng thêm dũng cảm. Địch thấy cô đều cho rằng cô là phù thủy, sau đó sợ bỏ chạy. Đội quân địch phóng cầu lửa về phía quân đội của Mộc Lan. Cô nhìn thấy mọi người bị cầu lửa làm bị thương. Lúc này cô nghĩ ra một kế. Cô đem mũ giáp đặt ở sườn núi đối diện, sau đó dùng tiễn để thu hút quân giặc phương Bắc khai cầu lửa. Bên địch quả nhiên trúng kế, quăng cầu lửa sang phía sườn núi dẫn đến trận sạt lở tuyết. Quân địch bị tuyết vùi lấp, toàn quân đều chết sạch. Mộc Lan nói ra thân phận của mình với quân đội, mọi người vô cùng kinh ngạc. Cô ấy là nữ nhi đó. Cho dù có công cứu được quân mình, nhưng thành kiến của tướng quân đối với cô vẫn như cũ. Mộc Lan bị khai trừ ra khỏi quân đội. Chúng ta nên xử lý hoa Mộc Lan này thế nào đây? Khai trừ ra khỏi quân doanh, rõ ràng đã cứu được cả một quân đội, lại bị xúc phạm như vậy chỉ vì là nữ nhân. Mộc Lan vô cùng đau lòng. Lúc đó qua lời nữ phù thủy, cô biết được rằng đó chỉ là một trong những kế sách. Hắn đã chiếm được thành của các người rồi, hoàng đế của các người sống không được lâu nữa đâu. Cô không màng sự an nguy của mình, đến quân doanh báo tin, xin hãy nhanh chóng đến đô thành cứu giá, tính mạng của hoàng thượng đang bị đe dọa. Mọi người đều thấy được sự trung thành, dũng cảm đều thể hiện trong ánh mắt. Mặc dù trước đây bị cô lừa, nhưng ai nấy đều tin lời cô nói. Dưới sự dẫn dắt của Mộc Lan, mọi người đến được cung điện cứu viện, nhưng bị một đám binh sĩ của giặc cản lại. Bạn chiến bảo vệ Mộc Lan để cô rời đi, cô một mình đến cung điện hộ giá, nhưng lại không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu. Hóa ra hoàng đế sớm đã bị nữ phù thủy dụ dỗ, khi chiến đấu với CC bị trúng tên đã bị bắt giữ. Đợi Mộc Lan ở cung điện lại chính là nữ phù thủy, cô thuyết phục cô ta quỳ hàng. Nhờ sự giúp đỡ của nữ phù thủy, cô cuối cùng cũng tìm được hoàng đế. Nhưng tên tướng lĩnh bắn một mũi tên về phía Mộc Lan, cũng may nữ phù thủy dùng thân đỡ cho cô một mạng. Nữ phù thủy nằm trong vòng tay của Mộc Lan, nhìn thấy hình ảnh của chính mình, kiên cường, dũng cảm, thế là cô đã chọn hy sinh bản thân mình cứu Mộc. Mộc Lan phi một phát lên cao, cùng tên tướng lĩnh quyết đấu, kiếm cũng bị rơi vào dung nham. Dưới sự khích lệ của hoàng thượng, dũng sĩ không sợ hãi điều gì, phượng hoàng không sợ lửa. Ngươi không chỉ chiến đấu vì quốc gia. Mộc Lan như giải phóng được sức mạnh thật sự, đánh bay tên tướng lĩnh cứu được hoàng đế. Mộc Lan trở thành tự hào của gia tộc, anh hùng của đất nước. Hoàng đến hạ lệnh khen thưởng, nhưng cô chỉ muốn về nhà. Biết rõ phận nữ giả nam, làm nhục gia môn vậy mà vẫn làm. Mộc Lan phải quay về nhà, dùng tâm để bù đắp cho gia đình. Nhìn thấy con gái xuất chinh trở về, cha cô không chút tự ti mà vô cùng thanh thản. Trong lòng cha Mộc Lan, cô luôn là kiêu ngạo của ông. Câu chuyện về Mộc Lan thay cha tòng quân đến đây kết thúc. Trung thành, dũng cảm, trung thực, hiếu thảo là những điều lớn nhất mà bộ phim này đem lại.